người ta mặc váy để tăng thêm cái sự nam tính. Ấy, anh nói mà điện nó còn đồng ý mà. Chọn anh Khoa trước, tại em mất tiền với anh Khoa nhiều rồi. Ủa sao vậy em? Em ăn đúng với anh nhiều à? À, em ăn lấy đạo nhiều hả? Dạ. Rồi, với tinh thần khách hàng là thượng đế, dạ. Em cứ tin anh nhá. Em cứ tin anh nhá. Câu hỏi dành cho Mạc Văn Khoa. Con gì lúc mới sinh ra là giống cái, khi lớn lên có thể thành giống đực? Trời ơi. Trời ơi, dễ quá. Trời ơi. Trời ơi, dễ quá. Kính thưa người chơi, kính thưa quý vị khán giả, đây là những lời từ trong ruột gan của anh ra. Đó chính là con vợ. Cái gì? Con vợ hả? Con vợ. Sao vợ? Vợ em. Ờ, vợ em sao nè? Lúc mới yêu nhau thùy mị nết na, nhưng tới bây giờ cô ấy là người chồng, còn em là người vợ. Mỗi lần đi về nhà là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Và không chỉ nhà em đâu, nhà anh Lâm nữa. Nhà anh Lâm nữa. Hôm bữa em qua nhà anh chơi, Quỳnh Quỳnh đang bổ củi ngoài sân, còn anh Lâm là đang đánh son môi trên phòng ngủ. Bởi vậy là mình cảm nhận được là phụ nữ sau này càng ngày càng có nét đàn ông. Nhưng đó chỉ là gia đình anh thôi. Còn cái con mà mới đẻ ra mà là nữ ấy, mà lớn lên thành nam ấy, đó chính là con lươn. Con lươn. Con lươn. Con lươn à? Con lươn, lươn, lươn. Anh có thể giải thích thật thà tí nữa không? Giải thích thật thà tí nữa không ạ? Em thử đi ra ngoài chợ bán cho con 1 ký lươn đực ra, xem là bà bán lươn bà nói cái gì. Làm sao mà em phân biệt được cái? Bởi vì là hồi nhỏ lớn lên nó sẽ bị biến hóa giới tính. Lên nó sẽ bị biến hóa giới tính. Em yên tâm đi. Nghe thuyết phục lắm đó em. Thuyết phục lắm em. Em tin anh. Hàng là thượng đế, vậy mà. Hết vải. Có tin mà con Khoa hay không? Cháu tin anh Khoa ạ. Dạ. Tin. Còn thấy sao? Đúng. Mọi người cứ đúng mà. Tại sao? Cứ phải phân vân thế gì? Em đoán ạ. Bây giờ đơn giản, anh ra ngoài chợ bán cho con 1 ký lương được, không bao giờ anh bán được hết á. Bởi vì lớn lên nó giống nhau hết, nó bị chuyển đổi giới tính hết à. Tin anh không? Em tin, nhưng mà tại vì tin là tại vì em. Bây giờ anh nói thôi. Sai là em không còn ăn bún đậu quán nhà anh nữa, tội gì anh phải nói sai. Anh em không sao đâu, anh nói sai này không ăn nữa thì em ăn chưa ạ? Đấy. Có ai biết về thông tin này không? Tin con lương á, hình như em biết nó là lưỡng tính. Con lương lưỡng tính, đúng rồi. Nhưng mà em không biết là lúc nó mới sinh ra là nó là đực hay là cái thôi. Mới sinh ra là cái, sau một thời gian. Nhưng mà như người ta dựa vô cái gì người ta phân tích chuyện mà nó thành con cái con đực. Cái này em đọc được, bây giờ chị gõ Google, chị gõ những con vật, nó có 10 con vật là. Chỉ là con cá hề á. Em tin anh Khoa không dám nói dối với em đâu. Vấn đề là không phải là anh Khoa nói dối là không nói dối, vấn đề là cái đó anh Khoa biết hay không thôi. Nhưng mà có phải là hôm nay là dẫn gia đình tới là chỉ để cổ vũ không, đúng không? Thiết đông lắm anh ạ, kìa chú em, bố em. Cổ vũ? Rồi. Không, em nhớ lại rồi ạ. Cái gì? Nhớ lại gì ạ? Anh chợt nhớ lại. À, thật ra không phải con lươn đâu. Dạ. Cái con biến đổi giới tính ấy là con cá rô phi. Cá rô phi? Cá rô phi? Cái gì? Cá rô phi. Sai. Không tin. Em này, không tin anh hả? Em ngày xưa em đi câu cá rất nhiều. Con cá rô ấy, nó có con rô đực với rô cái. Đúng. Con lươn vẫn con lươn đực lươn cái. Cá rô vẫn có cá rô đực con cái. Thì con cái là tự đúng đực mà ra, đực tự cái mà quá. Em biết rô phi đơn tính chưa? Chưa. Thì bây giờ đó. Tại sao người ta gọi là rô phi đơn tính mà người ta gọi là rô phi đực, rô phi cái? Tại sao? Em định hả? Tại vì hồi bé, hồi mới đẻ ra là con cái, lên nó thành con đực. Gọi là rô phi đơn tính. Đáp án cuối cùng là? Con cá rô phi ạ. Tên hay không? Tao không tin là anh lươn lẹo lắm. Anh cứ bảo con lươn lẹo không nào. Thì người ta đưa cho hai option có quyền chọn rồi. Nhưng mà thực ra con gì? Con lươn ạ. Con lươn đáp án cuối cùng. Lươn lẹo. Con lươn là đáp án cuối cùng ạ. Lươn lẹo. Cái đó có sự lươn lẹo trên này. 3, 2, 1. Tin. Tin. Và con lương là sự lựa chọn của Mạc Văn Khoa. Hải tin. Và đây là một sự lựa chọn. Chính xác. Thế lại gọi là gì? Khách hàng là thượng đế mà. Đặc tính này của lương được các nhà khoa học gọi là đảo ngược giống. Lương cái sau một lần đẻ
buồng trứng sẽ chuyển hóa thành tinh hoàng, từ giống cái trở thành giống đực, vĩnh viễn không đẻ trứng nữa. Kỳ diệu quá vậy. Hay quá ha. Tự nhiên đẻ xong cái chuyển giới luôn trời. Mà không mất tiền gặp bác sĩ thẩm mỹ. Sướng vậy trời. Hay quá vậy trời. Nhưng mà nó con Lương được trải nghiệm nhiều thứ. Ủa nhưng mà khi mà con Lương đực đẻ ra thì suốt đời là đực ha anh? Anh cũng biết. Không, nói chung là kiến thức là muôn vàng, nhiều lắm. Mỗi ngày mình học một điều mới mẻ. Một dấu o nữa cho Hải, xin chúc mừng. Trời. Dành cả tuổi thanh xuân để chặn. Em chọn anh Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa được chọn. Đàn ông có nhóm máu O thường bị con gì cắn nhiều vào ban đêm? Con vợ. Con vợ. Khi mà hỏi về đàn ông bị cắn ấy, thì chúng ta phải phân tích những cái con gì mà cắn được đàn ông. Thì đầu tiên là con rắn. Nhưng mà tỷ lệ rắn cắn thì không thể nhiều được, đúng không? Lâu lâu mới rắn cắn thôi. Cái thứ hai là con chó. Nhưng mà đâu phải ai cũng bị chó cắn đâu. Có người cả đời đâu bị chó cắn đâu. Và cái thứ ba nữa, đúng chị Vuka đó, là vợ cắn. Theo khảo sát, tỷ lệ vợ cắn còn nhiều hơn tỷ lệ chó cắn. Đàn ông á, đàn ông á. Bản thân em vậy, vợ em cắn nhiều hơn chó cắn em. Sao em có thể so sánh con vợ em? Không phải, em đang phân tích để cho bạn biết. Nhưng một cái loại mà cắn đàn ông nhiều nhất á, mà không phải đàn ông đâu, phụ nữ cũng bị cắn luôn. Còn muỗi. Muỗi chính là con vật cắn đàn ông nhiều nhất. Không, nó chết cắn mà. Người đàn ông thuộc máu O. Tất cả những cái bị cắn, con muỗi là cắn người nhiều nhất. Thì nó cắn nó đâu quan trọng máu O hay máu AB đâu. Mà xét về cái tỷ lệ cắn người nhiều nhất là sẽ là con muỗi. Rồi, đáp án cuối cùng là con muỗi. Tên đây không ạ? À? Trí dạ, Khánh. Dạ vâng, em tìm ạ. Ai cũng tìm khác. Tên nó chơi vậy. Tại vì... Sao có Lâm là không tin vậy? Hả? Sao có tôi là không tin vậy? Lựa chọn của Khánh là một sự lựa chọn. Khi mà hỏi về đàn ông bị cắn ấy, phải phân tích những cái con gì mà cắn được đàn ông. Thì đầu tiên là con rắn. Cái thứ hai là con chó. Và cái thứ ba nữa, đúng chị Vuka đó, là vợ cắn. Một cái loại mà cắn đàn ông nhiều nhất á, mà không phải đàn ông đâu, phụ nữ cũng bị cắn luôn. Còn muỗi. Không, nó chết cắn mà. Người đàn ông thuộc máu O. Nó cắn nó đâu quan trọng máu O hay máu AB đâu. Cắn người nhiều nhất là sẽ là con muỗi. Chính xác. Cái này đúng không? Mũi đực trưởng thành sống sót dựa vào mật hoa để lấy chất dinh dưỡng, nhưng mũi cái lại cần protein trong máu người để sản xuất trứng. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy người có nhóm máu O thường bị mũi đốt nhiều hơn gấp 2 lần so với những người có nhóm máu A. Một dấu O đã thuộc về Chí Khánh. Chúc mừng. Kết thúc trận đấu, bạn Việt chọn thêm một chữ O và anh Khoa là cho thắng luôn rồi đúng không? Mạc Văn Khoa. Yeah. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Ba đời bán rau gặp ba đời bán bún đậu. Đàn ông Scotland mặc váy để làm gì? Sao lại cho em câu hỏi về đàn ông mặc váy nhỉ? Nhưng mà câu này thì anh biết. À thế à? Dạ. Để đi vệ sinh dễ hơn. Để đi vệ sinh dễ hơn. Cái gì vậy? Làm tóc rồi nào. Hợp lý chứ hả? Bây giờ có một cuộc thi đi. Một cuộc thi đi vệ sinh đi. Giữa mọi người mặc quần. Ai mà có cuộc thi đi vệ sinh? Nhưng mà em đang giả sử giữa mọi người mặc quần và người mặc váy. Người mặc váy lúc nào cũng đi nhanh hơn. Đúng rồi, tém rồi cái này. Bởi vì đi. Là bên Scotland á, bên đó là người ta quan trọng thời gian lắm. Thời gian giống như là vàng là bạc á. Mỗi một phút giây trôi qua đối với họ quý lắm. Bởi vậy nếu em cứ để ý nha, đồng hồ bên Scotland rất đắt luôn. Bởi vì người ta quan trọng thời gian. Em đã từng mua đồng hồ Scotland bao giờ chưa? Em có giàu như bún đậu anh đâu mua được Scotland. À vậy hả? Đó chỉ là dành cho những người thật yếu thôi. Còn cái câu trả lời chính xác nhất á, người ta mặc váy để tăng thêm cái sự nam tính. Ấy anh nói mà điện nó còn đồng ý mà. Nói lại hai ba. Đàn ông mặc váy để tăng thêm cái sự nam tính. Mạnh mẽ. Đó là câu trả lời cuối cùng của nhà anh ba đời bán bún đậu. Ba đời bán rau nghĩ sao? Để đi vệ sinh dễ hơn. À. Cái gì làm vậy? Tóc rồi nè. Hợp lý chứ hả? Đó chỉ là dành cho những người thật yếu thôi. Còn cái câu trả lời chính xác nhất á, để tăng thêm cái sự nam tính. Ấy anh nói mà điện nó còn đồng ý mà. Đó là câu trả lời cuối cùng của nhà anh ba đời bán bún đậu. Ba đời bán rau nghĩ sao? Tin hả? Tin mà Văn Khoa rằng là mặc váy ở Scotland là tăng độ nam tính dành cho đàn ông. Đó là một sự lựa chọn chính xác. Wow. Hai.
Váy cute thường chỉ được mặc vào những dịp đặc biệt như đám cưới, lễ hội hay diễu hành đi lễ nhà thờ. Đối với người Scotland, kiêu là biểu tượng cho nam tính và tinh thần chiến binh. Tất cả đều thể hiện sự trân trọng và niềm kiêu hãnh của người Scotland. Như vậy là Duy Hải sẽ vào vòng cuối cùng. Hạ Long sẽ dừng lại ở đây và mang về phần thưởng của chương trình là 6 triệu đồng.